Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin của kênh Mõ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2021, tròn 42 năm ngày Trung Quốc nổ súng xâm lược Việt Nam. Nhiều người vẫn tỏ ý kiến băn khoăn, nghi ngờ về đối sách của Việt Nam với Trung Quốc và sự đánh giá của nhà nước đối với cuộc chiến này. Đồng thời, nhiều trang mạng tung ra các thông tin xuyên tạc kích động, hòng làm mất lòng tin của nhân dân. Thông tin về cuộc chiến trên các báo chính thống cũng như trên diễn đàn mạng có rất nhiều. Ở đây chỉ vắn tắt vài ý mà một số bạn còn băn khoăn. Một, vì sao xảy ra chiến tranh? Thứ nhất, chủ nghĩa đại Hán, tư tưởng bành trướng, bá quyền, muốn làm bố thiên hạ đã ăn sâu trong đầu các thế hệ cầm quyền Trung Quốc tự cổ trí kim. Nhất là với Việt Nam, luôn là một cái gai trong mắt Trung Quốc. Trong khi mấy ngàn năm lịch sử luôn gan góc, hạ nhục Trung Quốc qua hàng trăm cuộc chiến lớn nhỏ. Trung Quốc đã đô hộ Việt Nam gần 1.000 năm mà không thể đồng hóa được người Việt. Trong khi đó, tộc người Mãn Thanh với triều đại phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử Trung Quốc lại bị hán hóa hết chỉ sau có mấy trăm năm. Thứ hai, Trung Quốc lo sợ một Việt Nam thống nhất sẽ vươn lên thành cường quốc ảnh hưởng tới vị thế của Trung Quốc trong khu vực và trên thế giới. Thứ ba, Trung Quốc cay cú vì Việt Nam luôn thực hiện tự chủ tự quyết, không chịu lệ thuộc và nghe theo Trung Quốc. Thứ tư, mối quan hệ Mỹ Xô Trung. Trung Quốc đánh Việt Nam như một món quà rửa hận cho Mỹ để xích lại với Mỹ, đồng thời thẩm định phản ứng của Liên Xô, làm suy yếu Việt Nam là đồng minh của Liên Xô tháng 1 năm 1979, Đặng Tiểu Bình sang thăm Mỹ. 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc nổ súng xâm lược. Thứ năm, gây áp lực quân sự để giải vây cho Pol Pot. Tay sai của Trung Quốc ở Campuchia. Thực tế, ngay sau khi Việt Nam thống nhất, Trung Quốc đã muốn đánh Việt Nam ngay nhưng chưa có cớ, nên mượn tay Pol Pot đánh thọc sườn Việt Nam ở biên giới Tây Nam, buộc Việt Nam phải tự vệ và đưa quân sang giúp nhân dân Campuchia. 2. Việt Nam, Trung Quốc ai nợ ai? Trước tiên, phải khẳng định rằng Việt Nam có nợ Trung Quốc với sự giúp đỡ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tuy nhiên, sự giúp đỡ đó của Trung Quốc về phía lãnh đạo của họ không hoàn toàn vô tư mà là muốn đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng. Để Trung Quốc hưởng lợi Việt Nam luôn ghi nhận và biết ơn nhân dân Trung Quốc đã thắt lưng buộc bụng, song cũng tỉnh táo nhìn nhận rõ thâm ý của lãnh đạo Trung Quốc. Mặt khác, món nợ ân tình giữa hai nước đã bị chính Trung Quốc tự tay xóa sạch với các hành động. Thỏa thuận ngầm với Pháp trên lưng Việt Nam trong việc ký kết hiệp định Geneva năm 1954 chính về lẽ đó nên việc đàm phán và ký kết hiệp định Paris năm 1973 ta đã cương quyết không cho Trung Quốc tham gia và cũng dứt khoát không nghe gợi ý của Trung Quốc. Yêu cầu Việt Nam phải trả lộ phí cho việc tiếp nhận hàng viện trợ của Liên Xô qua đường Trung Quốc, thậm chí còn ăn bớt, ăn cướp, phá hoại số hàng này. Lợi dụng chiến tranh Việt Nam để đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào các năm 1956 và 1974 xua quân Pol Pot đánh Việt Nam suốt các năm từ 1975 đến 1978. Xâm lược Việt Nam tháng 2, tháng 3 năm 1979. Xung đột kéo dài đến tận năm 1989. Chiếm đóng trái phép một số đảo đá ngầm của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Điển hình là sự kiện đẫm máu gạc ma ngày 14 tháng 3 năm 1988 hàng ngày hàng giờ dùng các thủ đoạn đê hèn bằng các chính sách vĩ mô và thủ đoạn vi mô để phá hoại nền kinh tế việt nam như vậy việt nam không còn nợ gì với trung quốc ngược lại trung quốc nợ việt nam một lời xin lỗi công khai về những tội ác đã gây ra cho dân tộc việt nam từ thời xưa đến nay song với truyền thống nhân nghĩa Việt Nam vẫn ghi ơn của nhân dân và những người lính công binh Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam. 3. Cuộc chiến năm 1979, ai thắng? Về quân sự, Việt Nam giành chiến thắng. Đặng Tiểu Bình tuyên bố dạy cho Việt Nam một bài học, nhưng chính Việt Nam đã dạy cho Trung Quốc một bài học nhớ đời. Khi mới chỉ quân địa phương và dân quân tự vệ tham chiến mà đã đánh cho Trung Quốc lê lết, chạy tháo thân, bỏ lại hàng vạn xác chết và gần 300 xe tăng. Binh sĩ Trung Quốc chết trận được chuyển về nước rất ít vì sợ mất quốc thể, hầu hết bị chúng gom lại các thông lũng và thiêu bằng xăng dầu. Nếu ngày đó quân chủ lực ta chính thức vào cuộc thì cả đạo quân 60 vạn tên nhiều khả năng sẽ bị xóa sổ. Tất cả các mục tiêu chiến tranh Trung Quốc đặt ra đều không thực hiện được. Tuy nhiên, qua cuộc chiến Trung Quốc lại thu được lợi lớn đó là mua được bài học. Dù với giá cực đắt, nhưng từ đó, Trung Quốc đã ngay lập tức hiện đại hóa quân đội, đồng thời đề ra chiến lược mới phù hợp trong đối sách với Mỹ và Liên Xô. Cuộc chiến và xung đột sau đó, Trung Quốc đã làm Việt Nam bị suy kiệt về kinh tế một cách nặng nề, làm chậm sự phát triển của Việt Nam hàng chục năm, để lại hậu quả lâu dài. 4. Việt Nam có ngăn cản tuyên truyền kỷ niệm không? hoàn toàn không, mà theo sự thống nhất giữa lãnh đạo hai nước, sau khi bình thường hóa là cả hai bên sẽ không tuyên truyền chống nhau, bởi vậy trên các phương tiện thông tin chính thống của cả hai nước đều rất ít đưa tin về cuộc chiến này. Thực tế là Trung Quốc thực hiện thỏa thuận này tốt hơn Việt Nam, hầu hết người dân Trung Quốc không hề biết về cuộc chiến này. Quốc gia nào cũng vậy, nhất là các cường quốc luôn muốn giữ thể diện. Việt Nam lại bé nhỏ nên luôn phải lấy nhu thắng cương, cương là diệt vong, đó là kinh nghiệm ngàn đời. Với Mỹ, Pháp ta đều mở đường cho họ rút lui trong danh dự bằng các hiệp định hòa bình và bình thường hóa quan hệ. Tại sao với Trung Quốc ta không thể đối xử như thế? Đơn giản như việc mình nhà tranh ở cạnh thằng hàng xóm nhà cao tầng, ngày nào mình cũng chửi nó thì từ trên cao nó chỉ cần làm rơi mồi lửa xuống là mình mất nhà. Việc tuyên truyền đưa thông tin chiến tranh năm 1979 trong các hội nghị họp mặt, các hoạt động quần chúng và trên các diễn đàn mạng, các trang cá nhân thì chúng ta vẫn tiến hành bình thường. Tuy nhiên, do các yếu tố nhạy cảm vì các mối quan hệ chính trị nên việc tuyên truyền tổ chức kỷ niệm không thể để xảy ra việc kích động hằn thù dân tộc ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác, đặc biệt là không thể để xuyên tạc chống phá khi trong thực tế rất nhiều tổ chức phản động, những kẻ yêu nước dởm đời lợi dụng máu xương đồng bào chiến sĩ ta để kiếm cái ăn và chống chính quyền. Việt Nam chưa bao giờ và không bao giờ hèn, tất cả là vì đại nghĩa, vì đại cục, gác lại quá khứ chứ không lãng quên. Năm, quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Tại sao người Việt luôn ghét Trung Quốc? Nói rõ ghét và cảnh giác với chủ nghĩa bành trướng trung quốc chứ không ghét người dân trung quốc tâm lý ghét trung quốc của người việt là do lịch sử hàng ngàn năm để lại khi luôn bị anh hàng xóm to xác mà xấu tính đè nén rồi đô hộ cả ngàn năm sự xấu chơi của trung quốc bắt nguồn từ bản chất văn hóa của người hán việc đó là đặc trưng của mỗi dân tộc mỗi quốc gia ta không kỳ thị và can thiệp nhưng khi văn hóa đó thấm vào máu của giới cầm quyền và đem đi nô dịch ta thì lại là việc khác. Ta phải vùng lên chống trả. Chính bởi vậy mà qua nhiều thế hệ, người Việt cũng bị ngấm vào gen cái tâm lý phản kháng. Dân tộc Việt là một dân tộc trượng nghĩa, đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo, không nuôi giữ oán thù. Các kẻ thù cũ đều được chào đón làm bạn. Pháp, Nhật, Mỹ này đều là những đối tác ở tầm cao nhất. Riêng với Trung Quốc, do đã quá hiểu dã tâm chẳng bóc sinh này nên cái sự ghét đã trở thành truyền kiếp trong tâm thức người Việt. Nếu Trung Quốc thực lòng muốn hòa hiếu thì chính Trung Quốc phải thay đổi hoàn toàn, không tiếp thêm dầu vào lửa, làm trầm trọng hơn sự ghét bỏ bằng những hành động tiểu nhân đối với Việt Nam. Và dù có như vậy thì cũng phải thời gian dài nữa qua nhiều thế hệ nữa thì người việt mới có thể hết ghét trung quốc nhưng dù thế nào từ xưa đến nay người việt luôn biết gạn lọc tiếp thu những cái hay của văn hóa trung quốc biến đổi nó thành thuần việt vậy nên dù có nhiều nét tương đồng nhưng không bị đồng hóa không bị phụ thuộc đó cũng chính là đối sách ở tầm quốc gia của việt nam ta với trung quốc đôi bên cùng có lợi, bắt tay, xong luôn cảnh giác. Mềm dẻo nhưng cương quyết, không bao giờ thỏa hiệp, không nhượng bộ, nhất là các vấn đề liên quan đến độc lập, tự chủ và chủ quyền lãnh thổ. Cuộc chiến năm 1979 không chỉ là bài học riêng cho Trung Quốc, mà Việt Nam cũng rút ra nhiều kinh nghiệm trong đối sách với anh hàng xóm này. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau